Thưa quý vị, thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, xã đoàn Vĩnh Tế tiếp tục hỗ trợ nhân dân cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử nhằm góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính của địa phương. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, xã đoàn Vĩnh Tế tiếp tục hỗ trợ nhân dân cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử nhằm góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính của địa phương đoàn viên thanh niên xã ra quân tuyên truyền đến người dân về định danh điện tử về lợi ích của việc kích hoạt định danh điện tử cá nhân trong việc tham gia sử dụng các dịch vụ công hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng vneid cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và hướng dẫn nhân dân thực hiện các thao tác về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến kết hợp, tích hợp, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tích hợp các giấy tờ công dân để sử dụng thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNID. Trong đó, tích hợp thông tin bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận, đăng ký xe, giấy phép lái xe. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của xã Đoàn Dinh tế nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số tại địa phương, góp phần giúp người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận lợi.